với tán hoa đàn nhé. Hello, xin chào cả bạn quay trở lại kênh mình nhá. Này giới thiệu cho anh em quả gì? Hoa đàn này. Con này D50 anh. Con này D50 không anh? 56 à? 6 nhìn 56 anh em nhá. Mu cao. Chữ cờ luôn anh em, nhìn có mồm uy tín chưa? Đấy. Hoa đàn anh em nhá, 17 cháu. Con này mới lót thì chưa sơn bóng anh em nhá. 6 quấn chỉ lạt. Cờ đảng anh em. Con này nó ghé phải mà không sợ. Thì cái xanh như nó dây ra dài, nó lên một phát nó này, bộ này thì ngọn ghê rồi thì thôi rồi nhiều ngọn này cắt ha. Vấy luôn, bày vấy luôn, cái này càng kêu. Đây rồi, em có dây rồi. Dây vàng. Chơi dây xịn nó có lên anh ạ. Dây xịn các cháu cũng thu nhanh lắm. Đổ cái các cháu mới các bà mang về cấy hết. Dây xịn nhưng mà chỉ chậm một phút thôi. Bà mang cắt mang về cấy. Mang về cấy. Dây xịn nhưng mà chỉ chậm một phút thôi là rìa mất tích, dây cũng mất tích. Xem quả siêu phẩm này lên được không anh em nhá. Chuẩn bị với anh em. Ba mươi tám hòa đàn nhá. Nhiều siêu phẩm lên này rồi, không thể không nên nhìn được nhỉ, không biết nên được không. Đây là chưa đủ gió cho nó bay anh em nhé. Bộ này thì bảo anh trai mở cho anh em 15 lít chưa. Chưa gió to ấy. Không phải gió bé nên cái khu vực ở mình này gió hiện tại thì chưa đủ cho nó cắt hết mức. Thank you.